Trong năm 2020, hơn 4.500 vụ việc liên quan đến xăng dầu bị xử lý. Các hành vi vi phạm chủ yếu, đo lường làm sai lệch kết quả, bán xăng dầu không phù hợp với quy chuẩn, xăng dầu lậu không rõ nguồn gốc. Tháng 2 năm 2021, đường dây sản xuất và buôn lậu xăng giả bị triệt phá. Từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021, 200 triệu lít xăng giả kém chất lượng được bán. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, hàng loạt vụ buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu đã bị phanh phui. Tuy nhiên hiện nay, hoạt động kinh doanh xăng dầu đang chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời cũng có rất nhiều cơ quan kiểm tra có thẩm quyền xử lý trong vấn đề này. Vậy làm sao để lấp được khoảng trống trong quản lý kinh doanh xăng dầu? Hãy cùng tìm hiểu về vấn đề này qua phần trò chuyện của biên tập viên Anh Thư với chuyên gia kinh tế Ngô Chí Long. Cảm ơn ông đã nhận lời tham dự phỏng vấn của Truyền hình Nhân dân. Thưa ông, tại sao chúng ta lại đang rất khó để ngăn chặn triệt để vấn nạn xăng dầu lậu giả? Thì ta thấy vấn đề đầu tiên đó là vấn đề lợi nhuận. Trong một lít xăng ấy, thì thuế và phí từ 5 đến 60%. Buôn lậu một lít xăng thì thứ nhất một nửa, được lãi một nửa. Thì đấy là một cái động cơ. Cái thứ hai là đối với xăng giả thì nếu chỉ cần pha 15 đến 20% cái dung môi và những cái chất khác vào để tạo nên một cái xăng giả thì cũng đem lại một nguồn lợi rất là lớn. Cho nên vấn đề đấy là một trong những nguyên nhân. Nhưng ngoài ra thì mặc dù cơ chế chính sách của chúng ta hết sức là đầy đủ, không thiếu, ví dụ quy định về 83 về điều kiện kinh doanh xăng dầu, hay là vừa rồi cái nghị định mà chúng ta sửa đổi là nghị định 99 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán hàng giả, quy định rất là rõ ràng. Nhưng mà tại sao lại xảy ra hiện tượng như vậy? Thì với quan điểm cá nhân tôi, thứ nhất là phải chăng các cơ quan chức năng có buông lỏng trách nhiệm hay không thì chúng ta cần phải xem xét. Vậy theo ông, giải pháp trọng điểm cũng như là triệt để có thể giải quyết được các vấn đề mà ông vừa nêu ra là gì ạ? Theo tôi, thứ nhất là phải có chế tài xử phạt rất là nghiêm minh. Thì chúng ta thấy thật là ngỡ ngàng khi những cái cơ quan chức năng lại tham gia vào cuộc chống lưng cho những đối tượng này làm ăn buôn lậu. Chúng ta thấy ví dụ như cái vụ buôn lậu xăng giả vừa rồi tại Đồng Nai thì chính là đội trưởng của cái đội phòng chống buôn lậu của phía Nam của Tổng cục Hải quan lại là người tiếp tay. Cho nên đấy là một vấn đề hết sức là quan trọng. Có nghĩa là cái người thực thi. Cho nên cái giải pháp quan trọng đầu tiên, văn bản, cơ chế, chính sách chúng ta đã đầy đủ. Thì chế tài thứ nhất ấy là phải hết sức nghiêm minh, xử phạt. Ví dụ đặc biệt đối với những người mà anh thực thi cái công vụ của anh lãnh cái vai trò thực hiện cái trách nhiệm đó mà anh lại vi phạm. Thì theo quan điểm cá nhân tôi thì ta phải có cái khung riêng, chứ không phải trong cái khung hình phạt nói chung. Khung hình phạt nói chung giả sử từ 5 đến 10 năm thì những đối tượng mà thực thi công vụ mà vi phạm chúng ta có thể phải phạt gấp đôi. Cái thứ hai là cần phải quy trách nhiệm rất rõ ràng. Ví dụ trong điều kiện kinh doanh xăng dầu hiện nay, về điều kiện kinh doanh thương mại thì ta thấy rất là rõ vụ thị trường trong nước, Tổng cục Quản lý thị trường, hay là ví dụ chất lượng về xăng thật hay giả thì thuộc Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường, hay là ví dụ như là cái cơ quan cảnh sát điều tra hay Bộ Công an thì cũng vào cuộc. Cho nên cái giải pháp thứ hai theo quan điểm tôi, chế tài đã đầy đủ thì chúng ta phải có chế tài xử phạt hết sức nghiêm và đồng thời đưa trên công luận để cho công luận biết là tẩy chay đối với những doanh nghiệp làm ăn phi pháp. Thì khi đó mới có thể đủ sức để răn đe những người không dám làm, không muốn làm và không, sẽ không làm. Cảm ơn ông đã có những chia sẻ rất hữu ích trong chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị, hiện nay Bộ Công Thương đang soạn thảo đề xuất sửa đổi Nghị định số 83 năm 2014 của Chính phủ nhằm khắc phục những vấn đề còn tồn tại, đặc biệt bổ sung lĩnh vực xăng dầu hàng không để quản lý thị trường này chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, chính sách trong quản lý hoạt động này cần có sự thay đổi mạnh mẽ hơn, siết chặt hơn, phân rõ thẩm quyền xử lý. Có như vậy chúng ta mới có thể lấp đầy những khoảng trống trong quản lý kinh doanh xăng dầu.